Xin chào các bạn, trở lại với kênh YouTube của mình. Đã lâu mình bận công việc nên không quay được video cho các bạn. Đây, các bạn phải chờ lâu. Trước mắt các bạn đây là siêu phẩm 48, được xử lý xong rồi các bạn nhé, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Hàng 48 thì miễn chê luôn các bạn này. Hàng 48 thì thả lươn 3 đến 4 lạng. Đấy, cái nào giống cái nào các bạn nhé, rất là đẹp luôn, mình luôn các bạn nhé, tre già các bạn nhé, càng ngâm càng dẻo. Đấy, nguyên liệu mình làm bằng tre già và giang kết lại với nhau, tất cả làm bằng thủ công các bạn nhé. Này, các bạn thấy không, rất là bền luôn. Này, các bạn thấy cái đường 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 chỉ này rất là đẹp này. Ok, chưa thì đấy. Còn trước mắt các bạn đây là hôm 60 các bạn này. Đây, hôm 60 thì to blur luôn. Hôm 60 thì để thả lươn lươn ao lươn hồ này các bạn này, cái nào giống cái nào luôn đấy, rất là đẹp đấy. Này, hôm 48 này các bạn này, ở phía trong này đấy, này đây, tre rất là đẹp luôn các bạn nhé. Này, đây là 48 này đấy, mình mới nữa hôm nay xuất hàng cho các bạn này. Rồi, alo, anh có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhá. Xin hẹn gặp lại các bạn.